Nói tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, bạn có từng rất muốn giúp con em mình hình thành thói quen đọc sách nhưng chưa làm được. Làm thế nào để trẻ yêu thích việc đọc sách và coi sách như một người bạn thân? Bạn là một phụ huynh, nhà sư phạm hay một nhà hoạt động xã hội đang đau đầu đi tìm lời giải cho những câu hỏi này. Là người lớn, chúng ta hiểu được tầm quan trọng của sách đối với trẻ. Thế nhưng việc khuyến khích con em cầm quyển sách lên và đọc một trang, hai trang, rồi cả chương sách lại là điều chẳng hề dễ dàng. Cuốn sách Đọc sách, món quà mang cả tương lai do ba tác giả trẻ tuổi Phi Yên, Thiên Viện, Huỳnh Như sẽ giúp bạn hiểu được vì sao có những đứa trẻ yêu đọc sách nhưng cũng lại có nhiều đứa trẻ không thích sách hoặc lơ là việc đọc. Điều đó hóa ra không hề khó như chúng ta đã nghĩ. Nếu bạn hiểu được quy luật của tâm lý, của não bộ, hiểu được sở thích của trẻ, biết được cách thức khơi gợi niềm đam mê với sách, bạn sẽ thành công. Sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Cũng cẩm nang Đọc sách, món quà mang cả tương lai sẽ giới thiệu đến bạn những phương pháp khuyến khích các em đọc sách bằng những cách thức thiết thực, cụ thể, đọc xong có thể áp dụng ngay, ngay cả trong trường hợp môi trường xung quanh không mấy thuận lợi. Ví dụ, người nhà ít quan tâm đến việc này, quanh các em hầu như không ai thích đọc sách, hoặc thời gian biểu của các em quá bận rộn. Mục tiêu mà các tác giả hướng tới trong cuốn sách này chính là đem lại những nguồn tham khảo hấp dẫn, thiết thực. Những nguồn nghiên cứu về tác dụng của việc đọc sách trên phát triển trí tuệ và tâm lý của trẻ em. Các loại sách phù hợp giúp các em phát triển tính cách lành mạnh, phát triển bản lĩnh của riêng mình. Đọc sách, món quà mang cả tương lai gồm có 3 phần chính sẽ lần lượt giúp bạn khẳng định lại, có thêm những luận cứ đầy thuyết phục về lợi ích của việc đọc. Có được năng lượng cần thiết để hành động và bắt tay hành động ngay, với những gợi ý được viết theo dạng những quy trình ngắn gọn đầy đủ, nhấn mạnh những điểm quan trọng, khiến tác động của bạn sẽ có hiệu quả. Trong cuộc sống, có những vấn đề phức tạp chúng ta từng nghe qua, từng đọc tài liệu về chủ đề đó. Nhưng đến lúc chúng ta bị hỏi chặn lại thì mới nhận ra rằng mình chỉ có thể đưa ra vài lập luận cơ bản. Vì vậy, các tác giả đã đưa ra 4 nhóm lợi ích chính của việc đọc sách được tổng hợp đúc kết từ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của các nhà giáo dục sẽ giúp chúng ta có quyết tâm hành động hơn rất nhiều. Lợi ích đầu tiên chính là sự thấu cảm. Khi trẻ đọc nhiều sẽ quen theo dõi những suy nghĩ của nhân vật từ trong sách. Điều này giúp các em phát triển những khung tư duy phù hợp với xã hội, giúp các em dễ tham gia tương tác với người xung quanh và tương tác có hiệu quả. Những hành trình anh hùng của những nhân vật cũng giúp các em định hướng đường đời của mình tốt hơn. Lợi ích tiếp theo chính là sự cởi mở bản lĩnh. Bước vào thế giới của những quyển sách, các em như được sống nhiều cuộc đời. Các em tiếp xúc với những điều mới lạ hàng ngày và trở nên yêu thích điều đó. Đây là những nền tảng tạo nên những công dân toàn cầu cởi mở và giàu bản lĩnh. Ngoài ra, khi trẻ chăm chú đọc sách sẽ giúp cho trẻ có khả năng tập trung. Bởi khả năng tập trung và kiềm chế bốc đồng chính là những dấu chỉ rất quan trọng để chúng ta theo dõi quá trình trưởng thành của con em mình. Đọc sách, đọc say mê, đọc có phương pháp chính là một trong những dạng hoạt động giúp trẻ phát triển điều này. Lợi ích sẽ được thấy trong mọi mặt cuộc sống. Cuối cùng, đọc sách sẽ giúp trẻ phát triển tư duy, dõi theo cuộc đời các nhân vật, học được kinh nghiệm từ các tình huống đa dạng của cuộc đời, từ kiến thức của các nhà khoa học, nhà thám hiểm, doanh nhân. Các em sẽ phát triển tính tò mò, lòng ham thích khám phá, tư duy phản biện, tư duy hệ thống, óc sáng tạo, vân vân. Tổng hợp tất cả những lợi ích của việc đọc sách trên một trang giấy và dùng bức tranh toàn cảnh này để nhắc nhở chính mình, hoặc dùng chúng để thuyết phục những người xung quanh, cùng khuyến khích con em đọc sách. Dạy trẻ đọc sách có cần phải khó như vậy không? Thực ra chỉ nói đến những lợi ích tốt đẹp của việc đọc sách thôi thì chúng ta khó lòng hiểu được vì sao ở đầu thế kỷ 21 này, người Việt chúng ta vẫn còn vật vã với sự thật là trung bình chúng ta đọc khoảng 4 quyển sách một người một năm. Không những chúng ta thất bại trên bình diện xã hội, mà khi bạn đọc cuốn sách này, hẳn là ít nhiều bạn cũng từng cố gắng giúp ai đó yêu việc đọc, giúp họ trở thành người đọc nhiệt thành nhưng thất bại. Hoặc cũng có thể chính bạn cũng không thích đọc sách cho lắm. Thay vì mua sách, đọc sách, chúng ta làm những gì cho nhau trong những giờ rảnh rỗi? Chúng ta mua những vé xem phim, chúng ta mua tặng đồ chơi trẻ em, những loại đồ chơi thông thái, đồ chơi ngoại nhập, những bộ video game đắt tiền, vân vân. Nghĩa là việc ít đọc sách không liên quan đến chi phí. Sách không đắt tiền so với những thứ giá trị khác, hoặc ít ra là giá cả không phải là một rào cản quá lớn với nhiều người. Vậy rào cản chính khiến con em chúng ta khó đọc sách là gì? Theo nhận định của nhóm tác giả, rào cản thứ nhất mà chúng ta phải kể đến là sức tập trung của trẻ em hiện nay rất kém. Do hiện nay trẻ em được tiếp xúc với kỹ thuật số sớm nên sức tập trung của các em bị ảnh hưởng nhiều hơn chúng ta. Có thể con của bạn tăng khả năng tập trung vào trò chơi nhanh hơn và chuẩn xác hơn bạn rất nhiều. Tuy nhiên thì những nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy trò chơi video hành động tuy có giúp người chơi tăng khả năng tập trung thị giác và không gian, nhưng sức tập trung để thực hiện các hoạt động có tính chiến lược lại giảm. Những trò chơi mà bạn muốn con mình thành thạo trong cuộc đời như đọc sách, học hành, làm việc kiếm tiền, trở thành những người trưởng thành đầy trách nhiệm, đa số đều khác một trời một vực so với những trò chơi điện tử. Có cách nào tác động cho sự việc đi theo hướng có lợi hơn chăng? Chẳng hạn như nếu việc đọc sách sẽ trở nên hấp dẫn và làm một việc khiến trẻ say mê thì sao? Rào cản thứ hai xuất phát từ việc con em bạn không thích đọc sách. Trẻ em ngay từ những năm đầu đời đã có lòng yêu thích mãnh liệt với các câu chuyện kể. Khi mới biết đánh dần và đọc những dòng đầu tiên, gương mặt say sưa của các em là một hình ảnh tươi đẹp mà các bạn giữ thật lâu trong ký ức. Thế mà sau nhiều năm vất vả với môn văn, với đọc, học, viết, đánh vật với chữ nghĩa đến tận khuya, lòng yêu mến sách vở của các em dần biến thành sự ngán ngẩm. Bên cạnh đó, chúng ta cũng được xem là nguyên nhân của việc trẻ không thích đọc sách, bởi người lớn phải trở thành tấm gương để con noi theo. Khi chúng ta thích đọc sách thì cũng sẽ tạo niềm cảm hứng cho các em tìm hiểu về sách. Ngoài ra, thái độ của phụ huynh và đặc biệt là các giáo viên chính là nguyên nhân trực tiếp khiến các em xếp đọc sách vào chung với những việc phải làm, không hề có tính vui chơi giải trí. Hay những đầu sách mà chúng ta cho rằng trẻ em nên đọc, thực ra đa số là được chọn lựa theo suy luận lý trí của người lớn mà không quan tâm đến sở thích của trẻ. Trong phần cuối cùng của cuốn sách Đọc sách, món quà mang cả tương lai của tác giả đã tập hợp được những bài phân tích tâm lý cần thiết. Sách cũng được xem là một món ăn tinh thần. Có người thích ăn món này, có người lại thích ăn món khác. Vậy con bạn phù hợp với món ăn nào nhất? Cuốn sách hướng dẫn cách thức quan sát xem trẻ thuộc kiểu người nào, hướng ngoại hay hướng nội, cảm giác cụ thể hay trực giác trừu tượng, lý trí hay cảm xúc, nguyên tắc hay linh hoạt. Con bạn thuộc kiểu người đọc nào? Trẻ đang đứng ở đâu trên hành trình làm bạn cùng sách? Xác định được những điều này, bạn cũng sẽ có thêm những gợi ý để hỗ trợ trẻ thích đọc hơn và đọc hiệu quả hơn. Nhóm tác giả còn đưa ra một danh sách rất cụ thể những việc cần làm và nên làm để biến sách trở thành người bạn với trẻ em. Từ hướng dẫn cách giới thiệu và khám phá một cuốn sách sao cho thật hứng thú, đến cách tự làm một cuốn sách mini, làm kẹp sách hay chuẩn bị cho trẻ một không gian đọc gọi là hang động Aladdin để trẻ thoải mái và sẵn sàng khám phá cuốn sách. Hướng dẫn cách thức chọn đúng sách, cách đọc sách khoa học và hiệu quả. Hy vọng cuốn cẩm nang Đọc sách, món quà mang cả tương lai sẽ trở thành món quà tuyệt vời dành cho những em bé sẽ được nhìn đời thật khác, vì cha mẹ, thầy cô các em đã mở cửa cho các em đến với một thế giới tinh thần kỳ diệu. Chỉ với một món quà khởi đầu thông qua việc thắp lên trong lòng các em tình yêu với việc đọc sách. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách này tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến và chào tạm biệt.